Bồi làm gì em bồi? Hả? Em rửa hả? Ai bảo em rửa giờ? Em tự mở hả? Tự rửa luôn hả? Ngọng nọng luôn đó hả? À cái nước á hả? Nước 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 mát mà. Nước đó nước nước mát mà đâu nọng đâu. Thôi ái dù em rửa hơi, trời ơi. Đi xuống. Đi đi. Treo đôi lợi ghế để treo lên đây rửa nữa chứ. Ái đời ghế đến nhà em á. Bồi từ đời ghế luôn hả? Trời ơi. Bồi giỏi quá. Thôi được rồi, để đó đi, để đó đi, để cho ba rửa. Đi đi. Ba rửa cho. Thôi để ba rửa cho. Rửa cho. Không. Ba cầm này. Để ba rửa cho. Em rửa. Em rửa không sạch đâu. Hả? Em rửa đâu có sạch. Đi rửa em rửa sạch. Rửa đó. Đi rửa cắn cắn. Có được chuyện hả bồi? Hả? Có được chuyện hả? Không có, quá rồi chứ rồi. Hả? Ôi chuyện phục ba mẹ hả? Dạ. Em rửa đi. Đời ghê đến rửa luôn chứ. Rồi để đó chứ, để hồi ba rửa cho. Bỏ xuống đi. Ba rửa đây. Bỏ xuống đi. Ba rửa đây. Ba rửa. Thôi được rồi. Để ba rửa cho. Bụi giỏi quá, nhỏ nhỏ mà đòi rửa rồi. Này bố ơi. Bố ơi. Để đó ba rửa cho. Nha. Nha. Hả? Ngồi xuống sao rửa. Rồi tắt nào. Nào tắt nha. Giỏi rồi. Giỏi rồi. Được rồi tắt đi. Được rồi. Em bỏ xuống đi. Em bỏ xuống đi. Này bôi. Bôi. Em bỏ xuống đi. Em bỏ trên đây ra. Chứa sạch để bà bỏ cho. Để bà bỏ cho. Em bỏ đây đi. Bỏ đó đi. Trời ơi. Đứa nhỏ được nhờ rồi đó. Kiểu đấy là được nhờ rồi nè. Ngoan chưa? Bộ rửa có sạch không? Dạ. Coi sạch chưa? Sạch chưa? Mà giờ bà coi sạch chưa mà? Wow. Sạch quá ta. Bà đợi mẹ cho. Hôm nay nói ra. Ừ.